Mỹ tung bức ảnh gian mặt, tỏ ý khinh thường tàu sân bay Trung Quốc. Động thái này liệu có làm bùng nổ những đòn tâm lý chiến giữa hai siêu cường? Ngoài trưởng Mỹ cảnh báo, Trung Quốc sẽ phạm sai lầm nghiêm trọng nếu tấn công Đài Loan. Giữa lúc Biển Đông nổi sóng, tiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ xuất kích gửi thông điệp tới Bắc Kinh. Hai lính Ukraine thương vong do trúng đạn từ lực lượng thân Nga. Trước các động thái làm leo thang căng thẳng, Washington cho rằng nếu còn liều lĩnh, Moscow sẽ phải trả giá đắt. Năm mới tăng thương ở Myanmar, cả nước tưởng niệm 706 người biểu tình tử vong. Núi lửa tiếp tục phun trào, 20.000 người tháo chạy ở quốc đảo Caribe. Hoàng tử Harry về Anh chịu tang ông nội, Meghan vì lý do cá nhân sợ ở lại Mỹ, không thể cùng tiễn đưa hoàng thân Philip. sẽ có trong bản tin đặc biệt cập nhật những tin tức nóng hổi và kịp thời nhất trên kênh fbnc. Ngày 11 tháng 4, Mỹ công bố bức ảnh cho thấy tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Martin đi qua nhóm tàu liêu ninh của Trung Quốc trên biển Hoa Đông. Các nhà phân tích cho rằng đây là động thái nhằm gửi thông điệp rõ ràng đến Bắc Kinh. Bức ảnh cho thấy thuyền trưởng của con tàu. Chỉ huy Robert Rick và cấp phó Richard Sly đang quan sát tàu Liêu Ninh, chỉ cách đó vài nghìn mét. Lưu Lê cựu giảng viên Học viện Hải quân Đài Loan bình luận, trong ảnh, chỉ huy Rick có vẻ rất thư thái khi gắt chân theo dõi tàu Liêu Ninh, trong khi cấp phó ngồi bên cạnh. Điều đó cho thấy họ không cảm thấy lực lượng của phía Trung Quốc đáng ngại. Bức ảnh rõ ràng là một đoàn tâm lý chiến, thể hiện rằng Mỹ không coi quân đội Trung Quốc là mối đe dọa cấp bách. Ông Andre Chan, tổng biên tập báo quốc phòng Kawa, cho rằng bức ảnh còn gửi thông điệp cảnh báo với Trung Quốc rằng Mỹ nắm được thông tin về nhóm tàu tác chiến sân bay Liêu Ninh. Ngoại trưởng Antony Lincoln hôm 11 tháng 4 nói rằng Mỹ quan ngại những hành động ngày càng hung hăng của Trung Quốc đối với Đài Loan, đồng thời cảnh báo đó sẽ là một sai lầm nghiêm trọng cho bất kỳ nước nào muốn thách thức hiện trạng ở Tây Thái Bình Dương bằng vũ lực. Ông Lincoln nói trên đài NBC rằng, những gì chúng tôi nhìn thấy, những gì gây lo ngại thực sự cho chúng tôi là các hành động càng lúc càng quyết liệt của chính quyền Bắc Kinh đối với Đài Loan, làm gia tăng căng thẳng ở eo biển. Trước đó, Bắc Kinh đổ lỗi Washington mới là bên làm eo biển Đài Loan sụp sôi khi điều tàu chiến đi qua khu vực này. Khi được hỏi liệu Mỹ sẽ có hành động quân sự nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan, Ngoại trưởng Lincoln từ chối bình luận về giả thiết này. Tất cả những gì tôi có thể nói là Mỹ cam kết vững chắc giúp Đài Loan tự bảo vệ mình. Chúng tôi duy trì cam kết kiên định về hòa bình và ổn định ở Tây Thái Bình Dương. Vì vậy, sẽ là sai lầm nghiêm trọng cho bất kỳ ai cố gắng thay đổi hiện trạng ở khu vực này bằng vũ lực, Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh. Cuối tuần qua, website Hải quân Mỹ thông báo nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt và nhóm tác chiến đổ bộ USS Marking Island đang được triển khai phối hợp tác chiến Viện Chinh ở Biển Đông. Thế nhưng, điều đáng chú ý nhất là các hình ảnh cho thấy tiêm kích tàng hình F-35 đã xuất hiện trên Biển Đông trong cuộc hội quân của hai nhóm tàu chiến nói trên. F-35 là dòng máy bay hiện đại nhất nhì thế giới hiện nay. Trong khi đó, tàu đổ bộ USS Marking Island thuộc lớp WAP có chiều dài khoảng 260m, cùng độ choán nước hơn 40.000 tấn. Nó có thể mang theo chiến đấu cơ tàng hình F-35 khi đó tàu đổ bộ này đã có thể vận hành tác chiến tương tự tàu sân bay. Việc nhiều tàu chiến Mỹ cùng chiến đấu cơ F-35 xuất hiện ở Biển Đông có thể xem như một thông điệp răng đe của Washington đối với Bắc Kinh. Khi Trung Quốc gần đây điều tàu sân bay hoạt động trên Biển Đông và hơn 200 tàu dân quân nước này dàn hàng ở vùng biển chiến lược mà không chịu rời đi. Quân đội Ukraine hôm 11 tháng 4 báo cáo một lính tử vong, một lính khác bị thương rất nặng khi lực lượng ly khai thân Nga bắn đạn pháo trong một cuộc tấn công làm căng thẳng leo thang ở miền Đông. Tính đến Chủ nhật, Ukraine cho biết 27 lính đã tự trận ở miền đông nước này trong năm 2021, cao hơn 50% so với năm 2020. Các vụ tấn công diễn ra ngày càng ác liệt sau khi Nga tập kết binh lính và vũ khí giáp biên giới Ukraine. Nga phủ nhận cáo buộc của phương Tây về việc điều binh lính áp sát Ukraine để hậu thuẫn quân nổi dậy. Tuy nhiên, Điện Kremlin không loại trừ khả năng nổ ra giao tranh nếu Kiev vẫn muốn chiếm quyền kiểm soát miền đông bằng vũ lực. Cũng trong cuộc phỏng vấn trên đài NBC hôm 11 tháng 4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Lincoln đề cập đến căng thẳng giữa Moscow và Kiev. Ông tuyên bố, Tổng thống Biden rất rõ ràng trong vấn đề này, nếu Nga hành động liều lĩnh hay hiếu chiến thì sẽ phải trả giá, sẽ có những hậu quả. Ngoại trưởng Lincoln nói thêm, tôi thật sự quan ngại về những hành động của Nga dọc theo biên giới Ukraine. Đó là lý do chúng tôi tăng cường kết nối, tăng cường hợp tác với các đối tác và đồng minh ở châu Âu. Tất cả chúng tôi đều có mối lo lắng chung. Trước đó, thư ký báo chí Nhà tráng Jen Psaki cho biết Nga đang điều quân đến biên giới Ukraine, đông chưa từng thấy kể từ năm 2014. Diễn biến ở khu vực này vẫn đang rất căng thẳng và phức tạp. Người dân Myanmar đang kêu gọi và động viên lẫn nhau vượt qua những ngày năm mới tan thương. Thay vì ăn bừng, họ tưởng niệm hàng trăm người đã ngã xuống trong các đợt đàn áp tàn nhẫn của quân đội diễn ra sau cuộc đảo chính hôm 1 tháng 2. Tổ chức nhân quyền AIPB cho biết con số tử vong tính đến Chủ nhật tăng lên 706 người. Vào thứ Sáu, dư luận Myanmar và quốc tế chấn động khi lực lượng an ninh khai hỏa làm ít nhất 85 người tử vong ở thị trấn Pago. Quân đội được cho là đã sử dụng vũ khí hàng nặng như súng cối, sau đó đưa thi thể về một ngôi chùa rồi phong tỏa khu vực, đồng thời không cho những người bị thương được tiếp nhận y tế. Sự việc khiến người dân Myanmar càng thêm căm phẫn. Làn sóng biểu tình tiếp tục sụp sôi ở thành phố lớn nhất Yangon cũng như khắp nơi trên cả nước. Kỳ nghỉ lễ năm mới bắt đầu vào thứ ba và kéo dài một tuần ở Myanmar. Theo tục lệ, mọi người sẽ ca hát, nhảy múa và té nước vào nhau. Nhưng năm nay chỉ có máu, bạo lực, nước mắt cùng nỗi đau bao trùm. Trong khi đó, quân đội không ngừng đàn áp và giải tán mọi đám đông trong dịp nghỉ lễ nhằm chứng minh họ có thể kiểm soát tình hình đầy biến động. Đảo San Vincent tiếp tục hứng chịu một vụ phun trào mạnh mẽ của núi lửa La Lasoria vào sáng Chủ nhật, gây mất điện, mất nước trên diện rộng, trong khi tàn tro ngày càng dày đặc, thậm chí lan sang các đảo của nước láng giềng Barbados. Núi lửa San Vincent bất ngờ thức giấc vào thứ Sáu sau hàng chục năm ngủ yên. Nó phun ra những đám mây tro bụi cao 10 km lên bầu trời, khiến hàng chục ngàn người phải sơ tán. Đến giờ, núi lửa vẫn hoạt động vô cùng dữ dội. Các vụ nổ, rung chuyển, tàn tro và tình trạng mất điện dự kiến tiếp tục xảy ra trong nhiều ngày tới ở quốc đảo San Vincent và Grenadines. Bộ trưởng Tài chính Camilo Gonsalves cho biết, chính phủ cho rằng khoảng 20.000 người chạy trốn núi lửa phun trào và không thể trở về nhà trong 3 đến 4 tháng tới. Dựa theo lịch sử, núi lửa có thể hoạt động mạnh trong nhiều tháng, hầu hết mùa màng của đảo quốc xem như mất trắng và gia súc cũng chết rất nhiều, trích lời Bộ trưởng Camilo cho biết. Bên cạnh đó, nhiều ngôi nhà của người dân đảo San Vincent đã sụp đổ vì không thể gánh nổi sức nặng của lớp tro tàn dày đặc. đã có hơn 200 người tử vong trong các vụ sạt lở liên tiếp ở Indonesia và nước láng giềng Đông Timor hồi tuần trước. Theo NSK dẫn nguồn giới chức mới đây cho biết, mưa lớn kéo dài đã gây ra lở bùn, lở đất vào ngày 4 tháng 4 ở hai quốc gia Đông Nam Á. Đến ngày chủ nhật 11 tháng 4, Indonesia ghi nhận 177 nạn nhân tử vong, trong khi 45 người khác vẫn chưa được tìm thấy. Đông Timor hiện báo cáo 42 trường hợp tử vong và khoảng 13.000 người dân mất nhà cửa. Mặt khác, một trận động đất mạnh 5,9 độ làm rung chuyển đảo Java của Indonesia hôm thứ bảy khiến 8 người tử vong. Qua hôm sau, tổng thống Joko Widodo thúc giục chính quyền địa phương cần liên tục cảnh báo người dân sẵn sàng ứng phó với thảm họa thiên nhiên. Theo NSK, chính phủ Nhật Bản sớm nhất vào ngày mai 13 tháng 4 sẽ thông báo kế hoạch xả nước thải nhiễm phóng xạ từ nhà máy hạt nhân Fukushima số 1 ra đại dương. Nước thải trong các bồn chứa dự kiến sẽ bị đầy tràn vào năm 2022, vì vậy cần xử lý khẩn cấp. Công ty ALPS sẽ tiến hành lọc và loại bỏ phần lớn các chất phóng xạ. Tuy nhiên, nước thải đổ ra biển vẫn còn chứa chất tri tì. Các nguồn tin cho biết chính phủ muốn nồng độ phóng xạ trong nước thải của Fukushima phải đảm bảo thấp hơn mức cho phép, sau đó quy trình xả thải sẽ tiến hành trong 2 năm. Các tổ chức trong ngành khai thác thủy sản Nhật Bản ra sức phản đối kế hoạch xả thải nhưng không thành công. Trung Quốc và Hàn Quốc cũng bày tỏ lo ngại về việc làm của chính phủ Nhật. Hoàng tử Harry dường như đã về Anh để chuẩn bị cho lễ tang của ông nội là Hoàng thân Philip, người mất ở tuổi 99 vào hôm 9 tháng 4. Đây là lần đầu tiên Harry về nhà sau cuộc phỏng vấn gây tranh cãi mạnh mẽ trên đài truyền hình Mỹ. Cụ thể, truyền thông Anh hôm 11 tháng 4 dẫn lời nhân chứng cho biết, Harry đã đáp xuống sân bay Heathrow sau chuyến bay từ Los Angeles, nhưng chứng nói thêm rằng Harry đi chuyến bay của British Airways và được các sĩ quan cảnh sát Anh chờ sẵn trên đường băng. Ngay khi xuống sân bay, anh đã được lực lượng an ninh tháp tùng rời đi. Theo thông báo của Hoàng gia, tang lễ Hoàng thông Philip sẽ được tổ chức tại nhà thờ Thánh Saint George và chỉ giới hạn 30 người tham dự do các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Cung điện Buckingham hôm 11 tháng 4 xác nhận, Meghan sẽ không cùng chồng quay về Anh dự tang lễ do cô đang mang thai và được bác sĩ khuyên không nên di chuyển xa. Trong 9 ngày gần đây, vịnh San Francisco của Mỹ liên tiếp chứng kiến 4 con cá voi chết dạt vào bờ biển. Hôm 10 tháng 4, giới chức xác định hai con trong số này bị tàu đâm rúng. Nguyên nhân chết của hai con cá voi còn lại đang được điều tra. Các nguyên nhân tử vong thường gặp của cá voi là chết đói hoặc mắc biến chứng sau khi bị thương do mắc kẹt vào lưới và các dụng cụ đánh bắt khác của ngư dân. Biến đổi khí hậu làm thay đổi nhiệt độ nước cũng tác động đáng kể vào nguồn thức ăn của cá voi, khiến tần suất chúng gặp phải sự cố liên quan đến con người gia tăng. Loài cá voi xám hiện còn khoảng 27.000 cá thể, không thuộc nhóm có nguy cơ tuyệt chủng nhưng được luật pháp Mỹ bảo vệ. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nóng ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những sự kiện mới nhất và kịp thời nhất trong bản tin nóng phát sóng lúc 13 giờ hàng ngày trên kênh FBNC. Xin mời quý vị đăng ký kênh và đón theo dõi.